Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 24 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, trong hai ngày tới thì khu vực các tỉnh Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, với rìa phía Bắc sẽ áp thấp xích đạo hoạt động yếu ở 4 đến 7 độ vĩ Bắc. Do đó, vào thời điểm chiều tối thì mưa dông vẫn còn xuất hiện ở khoảng 1/3 diện tích của khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ban đêm mưa giảm dần, chủ yếu còn có mưa vài nơi với lượng nhỏ. Buổi trưa trời nắng gián đoạn, một vài nơi khá oi nóng vì nhiệt độ lên tới trên 34 độ. Nhưng buổi sáng thì thời tiết khá mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt ở khoảng 23 cho đến 26 độ, một vài nơi có mù nhẹ. Riêng tại Bến Tre, trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến ngày nắng và hầu như không có mưa với mức nhiệt cao nhất ngày dao động ở khoảng là 25 cho tới 33 độ nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tham quan của du khách. Ngoài các vườn cây trái bạt ngàn, khi mà đến với Bến Tre thì du khách có thể tìm đến với biển Cồn Bừng hay còn gọi là biển Thạnh Phú để khám phá một vẻ đẹp hoàn toàn khác của vùng đất xứ Dừa. Địa danh này thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Biển nằm cách trung tâm Bến Tre khoảng 75 km. Biển nơi đây tuy không có làn nước trong trẻo, xanh thẳm mà mang một màu nâu đục của phù sa nhưng lại toát lên vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và rất đỗi bình dị. Khi đến với vùng biển này, du khách cũng có thể dạo bước trên những bãi cát trải dài rộng lớn, hít hà làn gió biển mát lành và vui đùa cùng với những con sóng. Đặc biệt là mỗi khi mà thủy triều rút xuống thì trên bãi biển lại hình thành những hồ nước dài tít tắp và cả những con đường ốc viết khiến cho khung cảnh càng thêm phần kỳ thú. Không chỉ vậy, đến đây du khách còn có thể thỏa thích thưởng thức những món hải sản tươi ngon với giá cả rất phải chăng dù ở bất kỳ các hàng quán nào ngay gần biển. Trong đó phải kể đến cua biển, sò huyết, nghêu, các loại ốc cá hay là tôm. Với các hành trình đến với khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay. Từ ngày mai mưa sẽ tạnh ráo dần. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì mưa chỉ còn lại vài nơi vào lúc sáng sớm, trưa chiều không mưa, trời nắng. Còn ở khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, mưa còn kéo dài cho đến hết ngày mai. Từ ngày 26-27 tháng 10, toàn khu vực trời tạnh ráo hẳn, không nơi nào còn có mưa nữa. Do tác động ngày một mạnh dần của không khí lạnh nên trong 3 ngày tới, nhiệt độ giảm dần với mức nhiệt ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, với mức nhiệt thấp nhất là từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh vùng núi có nơi trời rét với ngưỡng nhiệt độ dưới 19 độ. Xuống đến khu vực Trung Bộ, ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động trong 3 ngày tới, trời có nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với mức nhiệt cao nhất ngày hầu như không vượt quá 31 độ. Do vậy, các hoạt động ngoài trời cũng như tham quan du lịch của du khách chưa thuận lợi. Trong khi đó, hầu khắp các tỉnh từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận trời ít mưa hơn, hầu hết trong 3 ngày tới chỉ có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối. Sáng đến trưa trời không mưa và nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 33 độ nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch diễn ra. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết vẫn tiếp tục thuận lợi cho du lịch và mọi hoạt động ngoài trời diễn ra trong những ngày tới. Trời hầu hết không có mưa, chỉ đôi lúc về chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ. Thời gian mưa cũng ngắn. Ban ngày trời có nắng trải đều trên hầu khắp các tỉnh thành với cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ khoảng 28 đến 31 độ. Sáng sớm trời hơi se lạnh với mức nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!